Khánh Vân chính thức lên tiếng khi FC cả khịa Thủy Tiên Hơ Hèn Niê. Vừa qua trên các diễn đàn lan truyền thông tin cho rằng fan của Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân có hành động không đẹp đến các người đẹp Nguyễn Thúc Thủy Tiên, Kim Duyên và Hơ Hèn Niê. Sau khi chủ nhân nguồn cơn của sự ồn ào này lên tiếng xin lỗi, rút khỏi FC cổ hậu Hoàn Vũ 2019, Khánh Vân cũng đã có bài viết lên tiếng về sự việc này. Mới đây trong nhóm FC kín của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân, nàng hậu đã đăng tải đoạn tâm thư dài chia sẻ về những ồn ào vừa qua. Người đẹp sinh năm 1995 bộc bạch cô cảm thấy rất buồn khi phải đối diện với những ồn ào, tranh cãi mà bản thân là người đứng giữa. Khánh Vân xúc động: "Thực sự Vân cảm thấy rất buồn lúc này, cảm xúc lẫn lộn. Một bên là người em của mình có những hành động đi ngược lại cách mình hàng ngày Vân luôn bảo fan phải hành động và làm việc như thế nào. Một bên là những người chị em Vân rất quý trọng, không chỉ bởi vì chúng ta là beauty queens mà là người của công chúng, mà còn là vì chúng ta cùng đi qua những con đường giống nhau nên chúng ta luôn có một sợi dây gắn bó với nhau bằng cách này hay cách khác." Hành động của người được cho là trưởng FC cổ hậu Khánh Vân đã ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh của nàng hậu. Không ít cộng đồng mạng đã lên án hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 trên các diễn đàn nhan sắc. Khánh Vân tâm sự, những ngày qua Vân có nghe tới những điều tiếng về bản thân mình, về những tin đồn. Vân muốn mọi người hiểu rằng group này là group dành cho Vân và những tình cảm của các bạn gửi đến Vân, cũng như các fan yêu mến Beauty Queens. Ở đây là nơi mọi người làm bạn với nhau, động viên nhau những lúc khó khăn, cổ vũ nhau những lúc cần động lực. Vì vậy, bất kỳ những hành động gây ảnh hưởng tới fan của Vân, những anh chị đồng nghiệp và những tình cảm Vân đã vun đắp, gìn giữ thì chắc chắn Vân tuyệt đối không ủng hộ. Vân mong mọi người, từ những việc xảy ra vài ngày qua và cho đến ngày hôm nay, chúng ta cần nhận ra rằng tất cả những hành động mà chúng ta làm đều có ảnh hưởng, dù tốt dù xấu đến những người xung quanh. Vì vậy, chúng ta cần có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình. Vân mong rằng group của chúng ta sẽ luôn là một group văn minh và nói không với những tin đồn thất thiệt hoặc những hành động không đúng. Vân cũng gửi lời xin lỗi đến tất cả những ai đã và đang bị ảnh hưởng bởi sự việc này. Trước đó, người tung những tin đồn thất thiệt này đã lên tiếng xin lỗi về hành động của bản thân. Người này thừa nhận bản thân có những hành vi không đúng mực, gửi lời xin lỗi đến các hoa á hậu nói trên. Được biết, hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân được xem là biểu tượng nhan sắc quốc gia, duy trì hình ảnh nàng hậu nhân ái, chỉ có trái tim yêu thương. Khán giả mong đợi những ồn ào sẽ nhanh chóng kết thúc, tránh gây ảnh hưởng đến tâm lý hình ảnh của những người liên quan.